Trẻ trung, năng động và luôn tìm tòi sáng tạo trong cách dạy nhằm giúp các em học sinh dễ tiếp thu bài, vân vân. Vâng, đó là hàng loạt các cụm từ mà giáo viên cũng như học sinh của trường Trung học Phổ thông Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ dành cho cô giáo Lê Thị Hồng. Bằng sự nỗ lực và tâm huyết với nghề nên thời gian qua cô Hồng đã được huyện cũng như tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen vân vân về những thành tích đóng góp nổi bật cho công tác dạy học. Sinh ra trong gia đình làm nông với điều kiện kinh tế khá khó khăn nên ngay từ thuở nhỏ cô Lê Thị Hồng đã quyết tâm học để thoát nghèo. Do đó, suốt những năm phổ thông, cô Hồng đã nỗ lực học để thi đậu vào khoa sư phạm trường Đại học Tây Bắc tỉnh Sơn La. Suốt 4 năm học đại học, cô Hồng đều nằm trong top sinh viên ưu tú và được nhà trường đánh giá cao về năng lực. Năm 2009, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, cô Hồng quyết định nam tiến để khẳng định bản thân. Trong quá trình giảng dạy, cô Hồng thường xuyên áp dụng đưa ra nhiều cách học mới giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên áp dụng cách học mà chơi, chơi mà học để làm không khí lớp học thoải mái và lôi cuốn các em học sinh hơn. Em thấy là cô Hồng là một người rất là nỗ lực, có tâm huyết dạy. Học sinh mà ai mà không hiểu là cô sẽ chỉ tận tình hơn. Rồi cô giống như một người chị trong gia đình của em vậy. Rất là bên cô thì khi nghe cô chỉ thì cảm giác rất là gần gũi, thân thiện. Cô luôn hòa đồng với các bạn trong lớp. Đối với ai học sinh học kém hay là học giỏi thì cô vẫn giữ một thái độ rất là gần gũi, thân thiện. Cô là một giáo viên rất tâm huyết với nghề. Cô luôn luôn động viên các bạn học yếu kém là cố gắng học hơn, nỗ lực trong việc học. Và cô luôn luôn quan tâm đến các bạn học sinh của mình. Cô dạy bài rất là dễ hiểu cho bọn em và cô thường xuyên hỏi thăm tất cả tình hình học tập của bọn em. Với niềm đam mê dạy và học, nghiêm túc trong công việc nên chỉ sau hơn 6 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Hồng đã được ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ tin tưởng giao làm tổ trưởng tổ sinh học công nghệ, kiêm bí thư đoàn trường. Không chỉ vậy, nhiều năm liền cô Hồng đều được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi. Đặc biệt, có lứa học sinh do cô trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng thì học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia ở mỗi năm đều đạt thứ hạng cao và đậu vào các trường đại học uy tín trong cả nước. Từ năm 2015 đến nay, cô Hồng luôn được nhận giấy khen, bằng khen của ngành giáo dục và của tỉnh về thành tích đóng góp trong giảng dạy và phong trào thi đua. Những năm vừa qua là công tác về bên đoàn trường, nhưng mà cô rất là quan tâm về các cái đội tuyển bộ môn sinh. Thì cô tham gia rất là nhiệt tình, là một cái giáo viên mà thứ nhất là có năng lực rất là tốt trong cái công tác giảng dạy. Thứ hai là một người chịu khó tìm tòi để mà phụ trách cho các cái đội tuyển. Với sự năng động, tận tâm với nghề cùng những thành tích đã đạt được, cô giáo trẻ Lê Thị Hồng xứng đáng là tấm gương sáng trong ngành giáo dục. Thực tế, muốn gặt hái quả ngọt thì bất kỳ ai cũng phải trải qua những thử thách. Với những giáo viên trẻ đã đạt được những thành công nhất định như cô Lê Thị Hồng thì chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều. Cụ thể việc này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên của chương trình Cà phê 360 độ với cô Lê Thị Hồng. Xin chào cô Hồng, cảm ơn cô đã đồng ý tham dự chương trình Cà phê 360 độ ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Chào bạn Tùng Minh, chào quý khán giả của chương trình Cà phê 360 độ. Là một giáo viên trẻ nhưng mà cô đã có một số năm kinh nghiệm cụ thể trong cái công tác mà đào tạo học sinh giỏi đi thi các kỳ thi giỏi tỉnh á. Vậy thì để có được những cái kết quả khả quan như vậy á, thì cô đã nỗ lực ra sao ạ? Thứ nhất là để đạt được cái kết quả cao như vậy thì thứ nhất là cái khâu chọn lựa học sinh. Mình phải chọn được những đối tượng học sinh yêu thích cái bộ môn sinh học. Thứ hai là những em có tư duy tốt và khả năng sự chuyên cần chăm chỉ của các em. Rồi sau khi đã chọn được những đối tượng học sinh tốt thì tôi bắt đầu lên chương trình cụ thể rõ ràng về mặt nội mục tiêu cần đạt, thời gian cũng như là nội dung của chương trình. Trong quá trình dạy thì dạy theo hình thức chuyên đề. Ở mỗi chuyên đề thì đưa tới cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất của chuyên đề. Rồi là sau khi là đưa tới các kiến thức lý thuyết thì đến phần bài tập thì cho học sinh luyện bài tập ở hình thức trắc nghiệm và hình thức tự luận. Đối với các bài tập thì theo các mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Ở các mức độ cơ bản thì các mức độ nâng cao thì tôi phải tìm hiểu rất là nhiều tài liệu ở trong các kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi tuyển học Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi các năm trước, rồi là
trong các trường chuyên, các đề của trường chuyên thì soạn ra cho các em một bộ câu hỏi từ mức độ cơ bản đến mức độ khó để cho các em làm. Nói chung theo kinh nghiệm của tôi là cho các em làm thật nhiều để tăng cái khả năng tư duy cũng như là cái phản xạ của các em. Và sau khi mà các em làm thì kết thúc của mỗi chuyên đề là luôn luôn đưa cho các em bài test để kiểm tra. Để qua đó, qua cái bài test kiểm tra đó thì sẽ biết được các em đã nắm kiến thức đến đâu. Và sau đó là có thể đưa ra cái hình thức bồi dưỡng tiếp theo. Vậy thì cô có thể cho biết rằng cái khác nhau giữa cái việc mà mình dạy đào tạo học sinh giỏi đi thi các kỳ thi học sinh giỏi á, cũng như là cái lúc mà mình đứng lớp mình dạy bình thường, thì giữa hai cái việc mà đứng lớp này nó khác nhau ra sao ạ? Giữa dạy một đội tuyển là những em học tốt với lại học dạy những em mà có kiến thức cơ bản ở trên lớp thì chắc chắn là có sự khác nhau rất là lớn. Đối với những em mà học sinh giỏi á, thì thứ nhất bản thân mỗi giáo viên là phải có sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Thứ nhất là về kiến thức. Về kiến thức thì giáo viên phải đọc và tham khảo rất nhiều sách. Rồi là về phần bài tập, về phần các câu hỏi bài tập đưa cho các em làm thì giáo viên cũng phải tham khảo rất là nhiều. Nói chung để bỏ thời gian để ôm dạy một buổi cho đội tuyển học sinh giỏi thì giáo viên phải chuẩn bị nhiều khi là cả tới hàng tuần thì mới có được cái lượng kiến thức cần thiết nhất, cô đọng nhất để bồi dưỡng các em. Vậy thì có khó khăn ra sao mà trong cái quá trình mình tham gia cái công tác mà đào tạo học sinh giỏi? Cái này là có sự yêu nghề, sự tâm huyết. Nhiều khi công việc đến và mình dạy những cái đối tượng mà mình truyền đạt cái gì nó hiểu hết, nó làm được, cho nên là làm thúc đẩy mình, cho nên là mình cảm thấy là yêu thích và cứ cố gắng giao cho các em nhiều hơn để các em, bởi vì là cái giao ra là các em làm được hết, cho nên là kích thích cái cho nên mọi khó khăn của giáo viên lúc đó là coi như là không còn thấy khó khăn nữa. Điều mong muốn của cô trong thời gian tới là gì? Thì rất là mong muốn rằng có nhiều em có thể yêu thích sinh học nhiều hơn và đăng ký tham gia thi đội tuyển nhiều hơn để thầy cô có thể là có niềm vui để còn đứng lớp, cũng như là việc nâng cao kiến thức cho bản thân mình. Chứ nhiều khi là dạy học sinh yếu, cho nên là thầy cô cái việc trau dồi kiến thức của thầy cô không được quan tâm nhiều. Vâng, xin cảm ơn những cái lời chia sẻ như vừa rồi của cô Hồng cùng với lại chương trình. Thay mặt những người làm chương trình thì tôi xin chúc cô có thật là nhiều sức khỏe. Và trong quá trình công tác thì mình càng ngày mình sẽ càng đào tạo ra nhiều cái lứa học sinh giỏi nhiều hơn để mà có cái sự đóng góp cho nhà trường cũng như cho tỉnh nhà. Cảm ơn chương trình đã dành chút thời gian cho bản thân tôi chia sẻ những khó khăn cũng như là thành tích mà mình đã đạt được. Thì xin chúc cho chương trình ngày càng sẽ có nhiều khán giả hơn tham gia xem chương trình.